chuyện của những người lính nơi chiến trường năm ấy, trích hồi ký nghĩa tình đồng đội của Đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng. Đó là anh Trần Xuân Niệu, người thương binh cụt một chân. Hiện nay anh đang sống với vợ con tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Gần cuối năm 1971, trong một lần đi trinh sát các mục tiêu địch trên đường quốc lộ số 19 tại đèo An Khê, tỉnh Bình Định, không may anh đạp phải một quả mìn hộp zip. Nói không may là vì trên một lối mòn, từ phía nam, tiếp cận lên lề đường. Ba đồng chí đã đi trước, tôi đi thứ tư và sau tôi là đồng chí Trần Xuân Niệu. Anh dẫm phải quả mìn ngay trên lối mòn đã có bốn người đi trước. Mìn hộp díp, do pháp chế tạo. Trái mìn hình tròn lớn hơn cái đít chén ăn cơm, giống như cái hộp díp đánh răng thời kỳ chống pháp đã được cấp cho bộ đội để đánh răng. Có lẽ vì vậy mà ta gọi là mìn hộp díp, gọi là hình tượng. Vỏ của trái mìn díp bằng nhựa, màu xanh nhạt có tác dụng chống máy giò mìn thuốc nổ là một hợp chất nhiều thành phần, chủ yếu là TNT, cấu tạo theo nguyên lý đạp nổ. Kim hỏa gắn liền với tâm miếng mica hình lõm, đàn hồi. Dưới kim hỏa là hạt nổ. Mìn díp có độ chống ẩm cao, chôn dưới mặt đất khoảng 1cm, nhiều chục năm vẫn còn tác dụng. Cây cỏ mọc lên rất khó dò phát hiện. Mìn díp chỉ có tác dụng loại đối phương khỏi vòng chiến đấu, vì dẫm phải chỉ cụt chân. Xong nếu vết thương không được xử lý kịp thời, có khi dẫn tới tử vong dọc hai bên đường 19 và xung quanh các điểm chốt của địch ở đèo An Khê đã được giải mìn díp thành một tuyến trong phạm vi 15 đến 20 mét từ vệ đường trở ra. Ở đây quân ta thương vong do mìn chiếm tỷ lệ cao. Trái mìn nổ đúng vào lúc giữa trưa, cách mặt đường khoảng 10 đến 15 mét. Xung quanh có các cứ điểm thuộc sườn phía nam của dãy núi Ông Bình. Phía tây là chốt mâm xôi, tên địa danh do bộ đội ta đặt ra. Phía đông là cứ điểm của một đại đội địch đóng ở đồi Hòn Kiềng. Các lô cốt với những họng súng đen ngòm, trong tầm bắn có hiệu quả của binh lính Đại Hàn luôn trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Tuy nhiên, trái mìn nổ gần sát mép đường giữa buổi trưa trời nắng gắt đã không làm cho bọn địch chú ý. Bản chân phải quần nữ bị trái mìn tiện đứt 2 phần 3. Không có sẵn dao kéo để chặt đứt luôn phần còn lại, chúng tôi phải gấp bàn chân anh lại, xé áo bó lại cho anh. Một cuộn băng cá nhân không thể ngăn được dòng máu đang xối xả phun ra. Bốn anh em thay nhau cõng anh ra khỏi những họng súng của địch xung quanh đang chĩa vào mình tôi động viên nịu. Ở đây gần địch, cậu cố gắng chịu đựng, đừng la to, chúng nó nghe thấy. Bọn mình sẽ đưa cậu về đơn vị. Máu ra nhiều quá, khuôn mặt nịu trông nhợt nhạt. Hai đồng chí trinh sát thay nhau cõng nịu ra khỏi tầm ngắm của các chốt địch. Kiên đi trước giò mìn, tôi đi sau cảnh giới và nhắc Lê Anh Kiên. Cậu giò cẩn thận, nếu dẫm phải mìn nữa, chết, trôn cất cậu ở đây thì dễ, còn bị thương thì không còn ai để khiêng cậu nữa đâu nhá. Thủ trưởng cứ yên tâm, kiên tự tin trả lời tôi anh dò cẩn thận từng bước vượt qua tuyến mìn của địch ở ven đường Niệu đã bị ngất mấy lần vì mất máu nhiều khi tỉnh dậy anh rên la và nói qua hơi thở tôi chết mất các đồng chí cứ để tôi lại đây đừng khiêng nữa vừa dứt lời anh lại mê man tôi cúi xuống ghé tai vào ngực tim vẫn còn đập tôi động viên và thúc giục tổ trinh sát khiêng tiếp không nghỉ để rút ngắn thời gian về trạm phẫu hy vọng cứu sống được trần xuân Niệu ban đêm, rừng kín mít, đất đá lởm chởm, không sao đi được. Đốt đuốc thì địch trên các chốt phát hiện, chúng tôi phải lấy những khúc gỗ mục có chất lân tinh, cho một người đi trước soi đường để tiếp tục khiêng nịu về căn cứ. Nhưng cuối cùng cũng phải dừng lại ở đầu nguồn của suối Đồng Tre, một nơi kín đáo, an toàn. Từ đây về căn cứ phải mất hơn một ngày đường, phải vượt qua đỉnh hòn rác cao trên 300 mét so với mực nước biển và phải vượt qua những đồi tranh chống trải. Đêm đó, mấy anh em không sao ngủ được. Lo lắng lớn nhất là không biết Nịu có qua khỏi đêm nay không. Mau sao trời mau sáng để rút ngắn được thời gian đưa Nịu về trạm phẫu càng sớm càng tốt. Những cơn gió thổi qua lay động rừng cây nghe xào xạc. Một quả bom vướng nổ gần mấy anh em giật mình. Vùng này địch đã cho máy bay giải bom vướng nổ. Một quả bom mẹ khi rơi xuống hàng trăm bom con bung ra. Mỗi bom con chỉ bằng trái cam, có màu xanh lá cây. Bốn góc bung ra bốn sợi dây vướng như những sợi chỉ dù cùng màu xanh rất khó phát hiện. Thỉnh thoảng những luồng gió mạnh thổi qua hoặc thú rừng vướng phải làm cho bom nổ. Vì vậy nơi đây nghe tiếng bom nổ suốt ngày đêm. Sáng hôm sau trời rét lại mưa lất phất. Không nấu cơm được, mấy anh em ăn gạo sấy, uống nước lã, khiêng nịu vượt qua được hòn rác, thì mọi người hầu như đã kiệt sức. Đến đây được một nửa đường về căn cứ và có thể đốt lửa đun nấu được rồi. Chỉ cần cảnh giác máy bay phát hiện khói mà thôi. Ưu tiên số một lúc này là nước sôi để pha cho nịu một ly sữa, nói đến sữa, kiên sực nhớ, hộp sữa ông Thọ được cấp cho tổ trinh sát khi đi công tác, lúc lấy cuộn băng cá nhân để băng vết thương cho nịu, kiên lại quên ở suối dầu, phía nam đường 50 mét, không có sữa để pha cho nịu, còn một ít gạo sấy, chúng tôi cho vào cái hang gô nấu cháo và bón cho nịu từng thìa cháo loãng không đường, không muối, đã hai ngày không ăn, vết thương lại mất nhiều máu, bốc mùi hôi, nhiều lần nịu mê man, bất tỉnh. Sau hai ngày trèo đèo, lội suối, Cuối cùng chúng tôi cũng khiêng anh về đến trạm phẫu của tiểu đoàn. Vết thương nơi chân anh bị nhiễm trùng, các bác sĩ đã phải hai lần tháo ở mắt cá chân và đầu gối, xong cũng không kịp chặn vết thương bị hoại tử cứ lép bép ăn dần lên phía trên đầu gối, cuối cùng phải tháo đến khớp háng. Đây là khớp cuối cùng của đôi chân. Các bác sĩ cho biết, nếu chậm trễ từ 15 đến 20 phút nữa là hết phương cứu chữa. Chúng tôi xa nhau từ ngày ấy, 36 năm đã trôi qua lòng tôi nuôi một hy vọng là sẽ gặp lại anh trong một ngày nào đó. 36 năm rồi, cuộc đời của một con người có biết bao thay đổi. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất. Xong lại xảy ra cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Áo chiến trinh chưa rũ sạch bụi chiến trường, người lính lại khoác ba lô, vác súng lên vai ra trận. Tôi vẫn chưa tìm được anh. Trong cuộc trường trinh tìm đồng đội của nhân dân cả nước, một trong những đồng đội cũ đã gắn bó một thời. Tôi nhớ ngay đến Trần Xuân Niệu, người sĩ quan tác chiến, đã để lại một phần cơ thể trên chiến trường cách đây 36 năm, hiện giờ đang ở đâu, cuộc sống như thế nào. Ý định tìm lại người thương binh ấy lại thôi thúc tôi. Hồi đó, cán bộ các cấp hầu như nhớ thuộc lòng cấp dưới do mình quản lý. Đến nay, tôi còn nhớ, tên anh là Trần Xuân Niệu, quê ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Tuy không nhớ ở xã nào, song hy vọng sẽ có ngày tìm gặp được anh tháng 11 năm 2006, trong một chuyến xuyên Việt đi tìm đồng đội, tôi về huyện Nghi Xuân và được người ta cho biết anh đang ở xã Xuân Lam. Mừng quá, tôi tìm đến ngay nhà anh. Đứng trước ngưỡng cửa, tôi thật ngỡ ngàng trước người thương binh với nét mặt già phải đến cả chục năm trước tuổi. Từ nhà trong, chân cả thọt anh bước đến. Sau giây phút xúc động, anh thốt lên. Anh Hồng đó phải không? Mấy chục năm nay tôi cứ dò tìm tin tức về anh. Anh đã sinh ra tôi lần thứ hai tôi quên sao được. Thật không ngờ, 36 năm đã trôi qua, anh sống trong đau đớn về thể xác, khủng hoảng về tinh thần. Vậy mà khi gặp lại, trong giây lát anh vẫn còn nhận ra tôi. Nếu như gặp nhau ngoài đường chắc chắn tôi sẽ không nhận ra anh. Vui mừng xúc động, anh dành thời gian nói chuyện với tôi rất nhiều. Cũng phải, 36 năm, một con người năng động hoạt bát như anh có biết bao nhiêu chuyện muốn nói, muốn giải bày với tôi. Giây phút gặp nhau quá ngắn ngủi, làm sao truyền tải hết được những điều diễn ra trong cuộc sống của quá khứ và hiện tại của gia đình người thân và bạn bè xung quanh anh trước khi vào miền nam chiến đấu anh chị đã có với nhau một cháu gái đặt tên là thủy sau ngày từ chiến trường trở về chị sanh cho anh cháu thứ hai đặt tên là trung hai cái tên của hai giai đoạn ghép lại thủy trung cũng đủ nói lên mối tình của người hậu phương với tiền tuyến chị ở nhà thay anh làm tất cả mọi việc nặng nhọc của một thời thanh niên ba sẵn sàng phụ nữ ba đảm đang tay cày, tay súng, bền gan chờ đợi ngày đoàn tụ. Ở chiến trường anh là một quân nhân mặt đối mặt với quân thủ nơi gian khổ ác liệt nhất. Anh đã để lại một phần cơ thể nơi ấy. Tôi nói với anh để làm dịu những đau thương mất mát. Cậu bây giờ đã là ông ngoại, có một mái ấm, trong đó có đầy đủ vợ, chồng, con, cháu. Đó cũng là một phần bù đắp những hy sinh mất mát. Đồng đội của chúng ta còn biết bao nhiêu người vĩnh viễn nằm lại trên các chiến trường không được hưởng niềm vui trọn vẹn như ngày hôm nay. Nếu như ngày đó, trái mìn đó, cậu không lãnh đủ thì rất có thể mình hoặc đồng chí khác cũng mang thương tật như bây giờ, hoặc nằm lại vĩnh viễn nơi ấy. Trong chiến tranh mọi việc đều có thể. Anh cười sảng khoái. Xin cảm ơn các anh đã cứu sống tôi. Cho đến giờ tôi vẫn nói với các cháu, anh và các đồng chí trinh sát đã cứu sống bố, bây giờ mới có các con đó. Thế là trong chuyến đi tìm đồng đội lần này tôi đã toàn nguyện, đã tìm được anh, người đồng chí người bạn chiến đấu, đã chia ngọt, sẻ bùi ở một chiến trường khó khăn ác liệt nhất, mặt trận đường 19. Chia tay anh lúc hoàng hôn sắp buông xuống, bên kia cánh đồng, đối diện nhà anh, từng đàn cỏ trắng bay về đậu trên những lũy tre xanh ở một vùng quê yên tĩnh. Lòng tôi cảm thấy lâng lâng. Để kết thúc bài viết, tôi xin trích một đoạn trong lá thư dài nịu viết gửi cho tôi sau ngày gặp lại nhau. Anh Hồng kính mến. 2 giờ chiều ngày 14 tháng 11 năm 2006. Chiếc xe con màu kém đỗ đầu ngõ nhà nịu, nịu thấy có linh tính gì khác những ngày thường, bèn ra ngõ. Thế là Hồng và nịu, hai anh em mình, hai cơ thể như quyện thành một cơ thể, hai người đồng chí, hai người bạn, hai tình chiến đấu ôm nhau vui mừng khôn xiết. Từ ngõ, anh dìu tôi vào, chúng ta không bao giờ muốn buông nhau ra nữa. Nhưng vì cái chân gỗ của tôi, hai ta đã cùng ngồi xuống và chuyện trò của những ngày đã từng chiến đấu gian khổ những hình ảnh chúng ta đã cùng chiến đấu nó hiện lên và ấp vào đầu óc tôi tới tấp. Trận đánh chiến dịch lớn, những trận đánh pha đệm, những trận đánh tập kích, phục kích địch, đánh địch càn quét, đánh lên các điểm cao, đánh chốt. Vô cùng ác liệt. 36 năm qua, ngày gặp lại, ai đã từng qua cơn hoạn nạn mới hiểu nhau. Chúng ta là hai người lính, cùng trang lứa, nhập ngũ 1964, cùng vào chiến trường chấp nhận, đánh kẻ thù chung giải phóng dân tộc chuyện chiến đấu đã quay về quá khứ, ta cũng khép quá khứ lại, giờ chỉ ôn lại ngày tôi bị thương. Anh Hồng kính mến. Tháng 12 năm 1971, tôi và anh cùng đi chuẩn bị chiến trường, chốt giặc Nam Hàn Mãnh Hổ, về Khe Dầu, đường 19 thuộc tỉnh Bình Định, đèo An Khê, đầu đội bom, chân đạp mìn, tôi đã lĩnh chọn quả mìn sát thương và mất một chân, lúc đó trời còn sáng, địch thì quá gần 2 đến chục mét. Anh Hồng đã xé áo băng cho tôi, tôi thấy gần địch nguy hiểm, nên dồn anh em ra xa. Khẩu súng đại liên của địch đã quay nòng chuẩn bị nhả đạn vào anh em mình. Tôi nói với đồng chí Bường liên lạc, đưa toàn bộ lựu đạn cho tôi rồi lùi ra xa. Nhưng đồng chí Bường không chịu, vẫn nẫn ná và cõng tôi xuống một cái khe, có cát, có nước. Đi tới đâu nước lùa cắt xóa dấu vết, tránh được biệt kích và máy bay dọ phát hiện. Đồng chí Bường dừng tôi lại một bên bờ suối, định dương súng bắn chiếc dọ. Nhưng tôi vỗ vai nói với đồng chí lệnh chiến trường chưa được nổ súng, vậy là chúng ta thoát được hai làn đạn đại liên và máy bay trực thăng. Ngay lúc ấy, đồng chí Hồng lệnh một tổ trinh sát bám địch, đi trước. Nhưng đường bị địch phục kích, thế là đồng chí Hồng và anh em đã sử dụng bản đồ, địa bàn để xuyên đường tránh địch mà đi. Do địa hình hiểm trở, bom mìn nhiều, sau mấy ngày, anh Hồng và các đồng chí trinh sát đã đưa tôi về tới viện K206. Các bác sĩ lập hội đồng giám định và giải phẫu ngay cho tôi. Lúc đó khoảng 5 giờ tối, vì trong mìn có chất độc, nó ăn ra thịt tôi nghe lép bép rõ tiếng và đen từng đoạn như than. Lúc đó bác sĩ nói là không thể cứu chữa được nữa, vì chất độc đó sẽ thấm vào tim. Bệnh viện thấy tôi có vấn đề về sức khỏe, nên sau đó đã đưa tôi sang nhà xác để cho hộ lý, y sĩ trực theo dõi. Sau 15 ngày thấy tôi có triển vọng về sức khỏe, không thể chết, bác sĩ liền cho tôi trở lại cùng điều trị chung với anh em. Cuối năm 1971, tôi được chuyển ra miền Bắc. Anh Hồng lúc đó là tham mưu trưởng tiểu đoàn, anh Hồng ơi, anh còn nhớ không? Hôm đó anh viết cho tôi một bức thư giải đầy tâm huyết. Có đoạn thư ghi rõ mà tôi không bao giờ quên. Anh viết rằng, bụi chiến trường anh chưa rũ sạch, anh đã ngừng mặc áo chiến trinh. Chín năm ở chiến trường ăn gạo rang, uống nước suối, nấu không khói, nói không tiếng. Đó là những kỷ niệm chắc hẳn trong tôi, trong anh, trong chúng ta sẽ không bao giờ quên được. Hôm nay, cầm bút ghi lại ký ức của chiến tranh, tôi như sống lại những ngày tiền tuyến những ngày tôi và anh cùng anh em trong đơn vị sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Sau 36 năm tôi gặp lại anh, cũng đã khá lâu, nhưng thời gian vẫn không làm cho tôi quên được quá khứ hào hùng ấy. Tôi nhớ lại kỷ niệm thuở xưa, tôi nhớ anh có nụ cười thật tươi và có duyên. Và bây giờ, hôm nay đây tôi lại gặp lại nụ cười ấy, hình ảnh người đồng đội năm xưa. Những dòng tâm sự tôi viết vẫn hơi nghiêng về ký ức chiến trường, nên có gì không phải thì mong anh thông cảm nhé. À mà anh Hồng ơi, tôi báo để anh được mừng là hiện nay tôi có một tổ ấm rất hạnh phúc vừa rồi nghe tin anh hồng bạn của bố đến thăm các con tôi mừng lắm và cũng mong chúng ta sẽ sát vai nhau đi suốt cuộc đời còn lại một lần nữa tôi xin cảm ơn anh trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi